Hi, chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã ghé kênh của Mob Channel. Hôm nay tôi đi tiếp về những cái bài ung thư. Đó là bài ung thư da nha các bạn. Ung thư da, nguyên nhân nào gây ra bệnh ung thư da? Chủng tộc da màu thì có cái tỷ lệ bệnh nhân thấp hơn so với chủng tộc da trắng. Tất nhiên là bệnh về ung thư da đối với người da đen sẽ ít hơn người da vàng. Và người da vàng thì bệnh ung thư da cũng ít hơn người ung thư ở bên cái người da trắng. Có thể nói rõ ràng là sắc tố sậm đen của da là cái bức bình phong chống lại cái bệnh ung thư da, bức bình phong của thiên nhiên chống lại ung thư da. Da bị phơi dưới ánh mặt trời nóng bức, thường trường kỳ, thường thì sẽ dễ bị ung thư da. Da bị bỏng hoặc vết thương cục bộ trở đi trở lại, sự cọ xát và kích thích lâu dài cũng sẽ dễ bị ung thư da. Hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất gây ung thư như là thạch tín, nhựa chảy đường hay là bitumen, hoặc là các vết lở loét trị mãi không lành và bị viêm mãn tính thì sinh ra các ngòi mụn nhọt, hang lở loét, hoặc là trường kỳ tiếp xúc với các vật chất có tính phóng xạ hoặc tia phóng xạ. Bệnh cũ biến thành ung thư như là bệnh da khô, da biến sắc tố, hoặc là chai da, hoặc là nốt ruồi, vân vân. Lúc ra đời, da bệnh nhân bình thường thì 75% bệnh nhân sau khi ra đời từ 6 tháng đến 3 năm đã phát bệnh. Khoảng trước 20 tuổi đã bước vào thời kỳ có khối u, tiếp tục biến chuyển từ từ thành ác tính. Bệnh ung thư da thời kỳ đầu có dấu hiệu như thế nào? Trên da thịt, nhất là ở vùng đầu, vùng mặt, vùng cổ, lưng bàn tay, vân vân, có nổi lên một vật không đau, không ngứa, dần dần lớn lên. Bề mặt của nó sần sùi, không trơn láng, hoặc vỡ ra có chất nhờn, sệt, hoặc là chảy nước có máu. Trên chỗ lở loét mãn tính nổi lên một cục gò ở lên da to như hạt gạo hoặc là hạt đậu, vàng rất là cứng, hoặc kết lóng nhỏ có màu đỏ sậm tím, biểu hiện sần sùi không phẳng láng. Trên da thường có nổi cục bướu to lên như sừng hoặc kết thành mụn, bốc ra dễ chảy máu hoặc chảy ra chất dịch sền sệt. Tia cực tím gây ra ung thư da có đặc điểm như thế nào? Chú ý là phân bố trên đầu, trên cổ, trên bàn tay và cánh tay là những vị trí bộc lộ dưới ánh nắng mặt trời. Người da trắng dễ bị ảnh hưởng. Ung thư da trên mặt của người da trắng hầu như toàn bộ là do tia cực tím tạo nên. Dân cùng một màu da nếu như ở vĩ độ thấp gần đường xích đạo hơn, tức ở gần mặt trời hơn, tỷ lệ người bị ung thư da và các khối u sắc tố tăng cao hơn, nhưng không có khuynh hướng bị các loại khối u ác tính khác. Bây giờ ta đến cái triệu chứng của bệnh ung thư da thời kỳ đầu do ánh sáng mặt trời như thế nào. Mời các bạn sẽ theo dõi tiếp cái clip thứ hai. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi ung thư da phần 1. Cảm ơn tất cả các bạn.